Xin phép mình chia sẻ một trò ảo thuật khá là đơn giản về bài mà đem lại hiệu ứng cao. Đây cũng là một trong những trò mà mình cảm thấy tâm đắc nhất khi diễn ngoài đám đông. Thì đầu tiên mình có thể show cho khán giả xem những bộ bài của mình là bộ bài hoàn toàn bình thường nhé. Có thể cho họ cháo lên để có thể cho lên một bộ bài chứ không sẽ bắt được trước. Hoặc mình cũng có thể cháo cho họ xem. Tiếp theo thì mình muốn khán giả bỗng bốc cho mình hai lá bất kỳ. Họ cũng có thể như hai khán giả. Thì với lá đầu tiên này thì họ vui lòng bốc nhưng mà chưa xem vội, cứ để tạm đi đã. Đó. Còn lá thứ hai để tạo sự tín nhiệm thì thông thường mình hay để cho khán giả sẽ ký tên vào để chứng minh rằng ngoài lá bài của khán giả ra sẽ không có lá bài nào thay thế. Nhưng với trường hợp này thì mình khiên phép mà tượng trưng đó là lực của lá bài. Thì lá 5 tép đúng không ạ? Sẽ úp xuống này, cho vào giữa bài. Đó. 5 tép. Cho vào giữa. Và xoa nhẹ vào. Bây chỉ cần xoa tay nhẹ hay búng tay làm gì cũng được. Và điều kỳ lạ sẽ là 5 tép sẽ lập tức chạy lên trên đầu. Làm lại một lần nữa. Nhét vào giữa. Đó, ấn vào. Tự tay ấn vào. Và là 5 tép lại chạy lên trên đầu. Lần này mình sẽ làm chậm hơn để khán giả có thể nhìn thấy này. Bằng cách mình úp là 5 tép xuống này. Để lên này. Đó, ấn vào. Có thể cho họ tự tay đẩy vào đi. Đó. Xoa vào. Cái gì xảy ra nhỉ? Búng tay phát. Có phải là 5 tép lại chạy lên đầu không ạ? Và 5 tép lại chạy lên trên. Ồ. Không phải ạ. Ừ. Có phải các bạn đang thắc mắc lá đầu tiên mà khán giả bốc đây là lá gì đúng không ạ? Thì mình xin phép một lượt cho các bạn xem nhé. Và điều thú vị là cái đầu tiên mà khán giả bốc để riêng chính là lá 5 tép mà có chữ ký của khán giả. Cảm ơn các bạn đã xem.